Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải của mình em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video sơ đồ cao thủ em ơi. Và ngày hôm nay Khải sẽ sơ đồ cho anh em một cao thủ, đó là Côn Đao. Hôm nay được top 3, cũng nằm trong băng áo em ơi. Đó là cao thủ Bo FK. Anh em cùng xem sơ qua. Ngày hôm nay thì ạc này đã đánh cho mình được top 3, 58.000 điểm, 212 người và tử vong 35 lần, liên chạm 31. Một trong những Côn Đao có thể nói rằng là Côn Đao đang nô một của băng áo nha. Và anh em cùng chiêm ngưỡng set đồ của anh ta như thế nào và ra sao nha. Ngày hôm nay đánh khá tốt. Với thế trận khá là nghiêng về cho phe Tống thì cũng đã có cơ hội xuất ra những cái đòn đao của mình ra và đã có cho mình top 3 khá tuyệt vời. Và anh em cùng xem sơ qua ạc này tử như thế nào. Hiện tại đầu tiên nhìn vào thì đang sử dụng cho mình một con phi dân khá đẹp mắt. Phi dân này hiện tại server trị giá khoảng từ 6 đến 7 triệu nha em ơi. Hiện tại server mới đó, không biết là anh mua bao nhiêu, tại vì ở thị trường là đang rao với giá 8 triệu. Thì không biết là ông mua bao nhiêu nha. Nếu mà mua giá từ 5 đến 7 triệu là có thể là gọi là hợp lý. Thì trước mắt cứ định giá server thì là hiện tại đang 7 triệu đi, 7 triệu 8 triệu đó đi. Khải chưa hỏi lắm nhưng mà Khải nghĩ là khoảng tầm 7 triệu rưỡi 7 triệu gì đó con này. Rồi, tiếp theo sử dụng mình một cây đao top 30, sát thương 35, dòng 2. Cây đao này hiện tại server thì khoảng tầm 3 triệu nè em ơi. Khoảng tầm 45 kim, khoảng tầm 3 triệu. Rồi, tiếp tục là một cây nón chống bóng 10, dòng 1. Đỡ mà kích cái nón này thì chắc chắn sẽ mang một cái hợp kim. Đó là một gia chiên. Gia chiên sức mạnh 10, sinh lực 135. Đang có mình sức mạnh 10 thì tương đối là hai cuốn tờ thiên kinh. Tiếp tục một áo thổ phù hợp 40, sinh lực 120, khá là chất. Áo này thì khoảng 2 kia, khoảng 1 kim rưỡi đến 2 kim. Nón này khoảng tầm 1 kim. Gia chiên này khoảng tầm 1 kim rưỡi đến 2 kim. Nói chung là cứ 1 kim là 70.000 nha em ơi. 1 kim là 70.000 nha. Rồi, một cái bao tay kháng loan 29, sinh lực 70. Bao tay này ở thị trường server này tầm này chắc khoảng tầm 4 kim quay đầu. 4 kim quay đầu khoảng tầm 300.000 nè mày, 300.000. Nón này khoảng tầm 100k, áo này khoảng 100k, giá chiên này khoảng 100.000. Nói chung là đồ server đồ tím mà, tầm này đồ xanh thì giá trị như vậy thôi nè mày. Rồi, một cái nhẫn kháng lôi. Hiện tại cái nhẫn này anh ta đang muốn kiếm một cái nhẫn hợp mộc sinh lực cao mà chưa ra. Hợp mộc sinh lực cao như nè. Được kích nó là ngập bội 540 ống 1. Ngọc bội này có thể nói là ngọc bội cũng nằm top 10 đầu tiên server. Thì ở cái giá server này thì ngọc bội này khoảng tầm 2 triệu quay đầu, khoảng 30 kim quay đầu. 30 kim quay đầu nha, khoảng 2 triệu ngọc bội này. Và một cái nhẫn sinh lực 140, sức mạnh 14. Thì nhìn sơ qua đạn này đang có cho mình đó là 24 sức mạnh, là tương đương tầm 5 cuốn tải tiền kinh. Tầm 5 cuốn tải tiền kinh và lượng sinh lực cũng khá là tốt đó. Nhẫn này cũng tầm khoảng 2 đến 3 kim. Một đai lưng đang sở hữu cho mình, một đai lưng làm 140 ống 1, sinh lực nội lực. Một đôi giày tóc 33 chống 40. Thì nhìn sơ qua thì đai lưng này khoảng tầm 4 kim nha, 4 đến 5 kim. Giày này khoảng tầm 2 kim rưỡi đến 3 kim. Giày này tóc 33 chống 40 ống 1, không có sinh lực, khá tiếc là có cái thêm sinh lực là ngon. Nhìn sơ qua thì này đang có cho mình đó là hiệu ứng thì nhìn sơ qua thì khả thấy là 80 chón, 80 chậm nha em ơi. 80 chón ở cái nón và đôi giày. Rồi 80 chậm ở đai lưng và ngọc bội. Đó. 80 chậm, 80 chón. Và có cho mình thêm 24 điểm sức mạnh là và tương đương là khoảng 5 cuốn tại tiền kinh. 5 cuốn tại tiền kinh nè. Và set đồ thì lượng sinh lực cũng khá tốt. Chỉ có một vài món là chưa được ưng cho lắm thôi. Nhưng là nhẫn mọc chưa có sinh lực nè. Ngọc bội làm 140 chưa có sinh lực nè. Và đôi giày chống 40 chưa có sinh lực nè. Rồi còn lại mấy món còn lại thì sinh lực tương đối tốt, trên gần 100 và có thể là 120, 130. Đó. Nói chung là tổng set đồ này mà đỡ mà nói thì khá chắc nè mày. Nhìn sơ qua thì đầu tiên đó là con ngựa. Cái đao giá trị cao nhất là con ngựa đến cái đao, đến cái ngọc bội. Rồi những món đồ còn lại thì cũng vài trăm nghìn món thôi nè mày. Thì nhìn sơ qua thì tổng set đồ này Khải nghĩ cũng hơn chục triệu nè mày. Ngựa này, ngựa thì rất là chắc rồi. Đao, ngọc bội, những món giá trị này đó. Còn lại món này thì vài trăm nghìn thôi nè mày, khá là rẻ thôi. Rồi, thì anh em xem sơ qua ở set đồ con lông đao này, đừng quên đỡ lại cho mạnh Bo FK một like sẽ ủng hộ video cho anh em ơi. Ngày hôm nay lên top 3 anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Đợi những trận thi đấu tiếp theo Tống Kim hàng ngày vào 21 giờ, mỗi bên đã lên đến gần 400 mặt mỗi bên anh em ơi. Thì Khải sẽ sâu đồ cao thủ anh em xem những cái trận mà 1 giờ chiều cũng như là 23 giờ tối á. Những trận đó nó rất ít người nên là Khải không soi cao thủ anh em ơi. Khải đã soi là soi những cái trận chất lượng anh em ơi. Chất lượng thì Khải sẽ soi cho anh em xem. Rồi, anh em xem video đừng quên đó lại cho cao thủ này một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Vô sẽ đồ khá chất nha anh em. 80 chón 80 chậm là có thể nói rằng một set đồ khá tốt dành cho con lôn rồi. Con số cần thay đổi thì anh ta sẽ thay đổi xong. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nhé.